Mến chào quý vị khán giả đang đến với Cà phê sáng của truyền hình Bình Phước. Thưa quý vị, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa sâu rộng, đáp ứng nhu cầu về máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện. Và quý vị biết không, hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7 tháng 4, hôm qua, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Đồng Phú phối hợp với Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021. Với tinh thần một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, đợt hiến máu nhận được sự hưởng ứng tích cực của 354 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong huyện. Kết quả, ban tổ chức thu về 332 đơn vị máu và bàn giao cho Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho việc cứu chữa cho người bệnh. Những hình ảnh vừa rồi thật sự là ý nghĩa đúng không Diệu Huyền? Đúng rồi đó chị Minh Nhật, và Diệu Huyền nghĩ rằng tất cả quý vị đang theo dõi chương trình cũng có cùng ý nghĩa giống như chị Minh Nhật. Và chính vì ý nghĩa cao cả của hành động này mà một nhóm các bạn trẻ từ một câu lạc bộ tình nguyện chữ thập đỏ Hà Nội đã đến tận Đồng Phú để tri ân những người hiến máu. Minh Nhật biết rồi, đó là tặng quà cho người hiến máu đúng không Diệu Huyền? Đúng rồi, quà tặng đó chị Minh Nhật là một món quà rất là đặc biệt. Và thưa quý vị, trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, thật là đáng trân trọng khi vẫn còn nhiều bạn trẻ miệt mài lưu giữ nét văn hóa Việt xưa theo những cách rất là riêng, trong đó có nghệ thuật viết thư pháp. Càng ý nghĩa hơn khi những dòng thư pháp được viết ra để dành tặng riêng cho những người hiến tặng những giọt máu hồng để cứu sống bệnh nhân. Và sau đây thì chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu về hoạt động viết tặng thư pháp của câu lạc bộ thư pháp tình nguyện chữ thập đỏ Hà Nội tại buổi hiến máu tình nguyện ở huyện Đồng Phú quý vị nha. Khác với những lần trước, tất cả những người đến tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021 ở Đồng Phú đều cảm thấy vui và ấm áp hơn. Ngoài những lời cảm ơn, những phần quà động viên của ban tổ chức, thì họ còn được câu lạc bộ thư pháp tình nguyện chữ thập đỏ Hà Nội gửi tặng những bức thư pháp giàu tính nghệ thuật như những lời tri ân sâu sắc. Tuy là đây là lần đầu tiên có tại huyện Đồng Phú, nhưng mà em nghĩ là đây là mô hình rất là... thật sự là rất là ý nghĩa đối với các bạn đoàn viên thanh niên. Khi các bạn mà đi hiến máu mà về được nhận những bức tranh thư pháp như thế này. Em xin chữ bình an là để cầu mong cho bản thân em và gia đình có sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Thư pháp là nghệ thuật viết chữ bằng bút lông, thể hiện qua nét chữ là tâm tình của người viết muốn gửi gắm. Viết thư pháp không chỉ đòi hỏi chữ đẹp mà bố cục còn phải hài hòa, đôi khi phải hợp phong thủy. Câu lạc bộ thư pháp tình nguyện chữ thập đỏ Hà Nội có 20 thành viên, hầu hết đều là những thanh niên trẻ tuổi. Nhưng với niềm đam mê bất tận với nghệ thuật thư pháp, những nét bút, nét chữ họ viết lên vẫn đầy tính nghệ thuật và đặc sắc. Đặc biệt, tùy theo yêu cầu của từng người, các thành viên sẽ thổi hồn cho từng nét chữ, rồi lồng vào đó những lời hay, ý đẹp để dành tặng. Nhất là tụi em là mang lại lợi ích cho người hiến máu. Thứ hai là chúng em muốn là tuyên truyền cái chương trình hiến máu nhân đạo tới mọi người ạ. Cái thứ ba là chúng em muốn gây một cái quỹ gì đấy để là thực hiện những cái chương trình thiện nguyện. Hiến máu cứu người luôn luôn là hành động đẹp được toàn xã hội trân trọng và tôn vinh. Những dòng thư pháp viết ra dành tặng những con người như thế thật xứng đáng và ý nghĩa, góp phần nhân lên nhiều hơn nữa những hành động đẹp, nhân văn, tô thắm cho đời những nụ cười ấm áp, hạnh phúc. Quý vị và các bạn vừa cùng Cà phê sáng đến với Đồng Phú với những hoạt động rất nhân văn cao cả. Còn bây giờ thì Minh Nhật, Diệu Hiền mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với thôn 4, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng để thấy được sự đổi thay của một vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Sự đổi thay này có được là nhờ các chính sách hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó là sự thay đổi về tư duy, nhận thức của người dân trong lao động sản xuất. Đến với thôn 4 ngày nay, bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng trước sự phát triển của một nơi mà cư dân hầu hết là người đồng bào dân tộc Stiêng sinh sống. Trường học, nhà văn hóa, những con đường bê tông, đường cấp phối, những trụ đèn điện được xây dựng cùng với những căn nhà mới khang trang dọc hai bên đường ngày một nhiều. Điều này minh chứng cho cái nghèo khó trước đây cùng với những hủ tục lạc hậu đã đi vào quá khứ. Cách đây khoảng 4 năm, đời sống của gia đình anh Điểu Thanh còn hết sức khó khăn. Dù có trong tay gần 2 hectare đất, nhưng do không biết canh tác
nên năng suất cây trồng đạt thấp, thu nhập không đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Từ khi được các cấp, các ngành hỗ trợ vốn và chuyển giao khoa học kỹ thuật, đến nay, mảnh vườn của anh Thanh đã phủ kín màu xanh của cây công nghiệp. Thêm vào đó, bản thân chịu khó lao động, nên mỗi năm anh có thu nhập hơn 200 triệu đồng. Rồi cái từ khi mà về cái nông thôn mới về tại thôn 4 cũng như xã Đức Liệu này, thì nhìn chung gia đình tôi á, thì là hiện nay là đang rất là phát triển cũng như khá giả, là được áp dụng khoa học kỹ thuật nè, nguồn vốn được quan tâm, đường xá bà con đi cũng được quan tâm. Tương tự, Điểu Hơ Leo chỉ sau một thời gian tìm tòi học hỏi, tham gia các lớp tập huấn khuyến nông chăm sóc cây trồng và được hỗ trợ vốn, đến nay, kinh tế gia đình ông phát triển thấy rõ. Trên 400 triệu đồng là thu nhập của gia đình ông mỗi năm, từ mảnh vườn 5 hectare trồng cây công nghiệp các loại. Sau khi mà nông thôn mới về đây thì mình mới biết rằng mình học chuyển đổi khoa học kỹ thuật, biết tích lũy số vốn, rồi mình sau đó mình mới mua thêm một ít đất để mà tạo điều kiện công việc làm, cuộc sống ổn định hơn. Khi cuộc sống đã ổn định và khấm khá, ông Điểu Hơ Leo luôn nghĩ đến những người xung quanh còn gặp khó khăn. Ông đã không ngần ngại truyền đạt những kinh nghiệm, kỹ thuật mình tích lũy được cho bà con trong thôn, đồng thời còn tạo công ăn việc làm cho 5 lao động ở địa phương. Do mình không có đất sản xuất, không có việc làm, khi mình gặp ông Hơ Leo, ông đã giúp đỡ mình rất nhiều. Ông còn tạo công ăn việc làm cho mình. Lúc khó khăn nhất, ông cũng cho mình gạo. Mình rất cảm ơn ông giúp đỡ mình. Hiện nay, số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống khá giả như gia đình anh Điểu Thanh, ông Điểu Hơ Leo ở đây không ít. Trong số gần 90 hộ đồng bào dân tộc Stiên ở thôn này, đã có hơn 80% được xếp vào danh sách có mức sống trung bình, khá, giàu. Có được sự đổi thay này, ngoài sự hỗ trợ tích cực của nhà nước từ các chương trình, dự án, thì sự đổi thay về nhận thức và tập quán canh tác của đồng bào cũng đóng vai trò quyết định. Tới đây, cấp ủy đảng, chính quyền sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đối với cái thôn 4, đặc biệt là hướng dẫn bà con về cái chuyển giao khoa học kỹ thuật, cũng như là các nguồn vốn vay ưu đãi để cho bà con nhân dân không còn khó khăn, từ đó vươn lên làm giàu. Xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng về đích nông thôn mới năm 2017. Diện mạo thôn 4 của xã ngày nay là kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại. Đây được xem là hình mẫu trong sự phát triển kinh tế văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số để các địa phương nhân rộng trong thời gian tới. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng Cà Phê Sáng đến với những thông tin trong nước. Thưa quý vị, tạp chí Forbes Mỹ vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2021, trong đó Việt Nam lần đầu tiên có 6 đại diện. Các đại diện này gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Phượng, CEO Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang. Đây là năm Việt Nam có nhiều đại diện nhất trong danh sách. Năm nay cũng là năm thế giới đón nhận số tỷ phú mới nhiều nhất với 493 người. Gần 100 di tích trên địa bàn Hà Nội được gắn mã QR từ giữa năm 2020 đến nay. Du khách chỉ cần dùng điện thoại thông minh là có thể quét và tìm hiểu được mọi thông tin về khu di tích đó. Bản mã QR code được đặt ở ngay tại lối ra vào, khách tham quan di tích dễ dàng nhận biết. Với chiếc điện thoại thông minh có phần mềm đọc mã QR code hoặc cài đặt các ứng dụng có đọc mã QR code và giơ lên trước bản mã, lập tức điện thoại thông minh sẽ chuyển ngay đến đường link giới thiệu về di tích. Để mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển du lịch thông minh là xu thế chung của ngành du lịch trong những năm gần đây, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến khách có xu hướng du lịch theo nhóm nhỏ, cá nhân, tự khám phá, trải nghiệm. Thưa quý vị và các bạn, Ngày hội của Điện ảnh Việt Nam, nơi quy tụ của các nhà làm phim Việt Nam với nhiều giải thưởng được trao tặng, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 sẽ được tổ chức tại thành phố Huế.
Đây là quyết định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới ban hành. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9, hướng tới đề cao tính sáng tạo của nghệ thuật điện ảnh, tính chuyên nghiệp và giá trị nhân văn, hướng thiện, bản sắc văn hóa Việt Nam hướng đến khán giả, thúc đẩy phát triển thị trường điện ảnh và xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hội nhập quốc tế. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm ảnh báo chí thế giới với gần 160 bức ảnh xuất sắc nhất từ cuộc thi ảnh báo chí thế giới trong các năm từ 2018 đến năm 2020 vừa được giới thiệu ra mắt công chúng. Sự kiện do Tổng lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Triển lãm diễn ra tới ngày 16 tháng 4 ở công viên Lê Văn Tám, quận Nhất. 158 bức ảnh được trưng bày tại cuộc triển lãm là những tác phẩm đạt giải từ cuộc thi ảnh báo chí thế giới trong 3 năm 2018, 2019 và 2020. Đây là cuộc thi ảnh báo chí uy tín hàng đầu thế giới dành cho các nhiếp ảnh gia báo chí chuyên nghiệp, phóng viên ảnh và nhiếp ảnh gia tài liệu. Những bức ảnh với những câu chuyện sống động và đầy cảm hứng, tập trung nhiều vào các chủ đề môi trường, biến đổi khí hậu, nhân quyền, chính trị, xung đột, đói nghèo, phản ánh góc nhìn của các nhà báo, các nhiếp ảnh gia về cuộc sống, về thế giới và những vấn đề mà nhân loại đang phải đối mặt. Bây giờ thì chị Minh Nhật sẽ gửi đến cho tất cả quý vị những thông tin quốc tế. Xin được cảm ơn Diệu Hiền. Thưa quý vị, mùa xuân luôn là một thời điểm rất là đặc biệt trong năm khi mà rất nhiều loài hoa đồng loạt nở rộ, mang tới cho chúng ta những cảm nhận thật là khó quên về vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, đúng không ạ? Và thông tin đầu tiên của thế giới hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng ngắm nhìn những hình ảnh thật là đặc biệt về chuyến tàu xuyên qua biển rừng đào nở ở Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc. Được mệnh danh là chuyến tàu mùa xuân, tàu cao tốc Hexi tuyến S2 đặc biệt đón rất đông hành khách mỗi khi xuân về. Bởi trên hành trình của mình, chuyến tàu sẽ đưa khách trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khi xuyên qua biển đào rừng gần cư Dung Quang, một phần của Vạn Lý Trường Thành ở quận Trường Bình, Bắc Kinh, Trung Quốc. Du khách ngồi trên chuyến tàu đặc biệt này sẽ được thưởng thức một cảnh tượng ngoạn mục như trên chốn bồng lai tiên cảnh. Du khách có thể cảm nhận được làn gió xuân mơn man trên những cánh hoa đào bay trong không trung. Trên hành trình này còn có điểm dừng để du khách tham quan ngắm Vạn Lý Trường Thành, một trong những công trình kiến trúc bậc nhất trên thế giới. Thưa quý vị, chia tay mùa xuân ở Trung Quốc, chúng tôi mời quý vị cùng đến với Malaysia để chiêm ngưỡng tháp đồng hồ nghiêng ở Teluk Intan, được mệnh danh là tháp nghiêng Pisa ở Đông Nam Á. Đây là một địa điểm tham quan luôn thu hút lượng lớn du khách khi mà đặt chân đến quốc gia này. Tòa tháp cao 26m này được làm bằng gỗ, được xây vào năm 1885. Ban đầu, đây là nơi trữ và cung cấp nước cho thị trấn. Sau đó, các quan chức thị trấn đã cho xây dựng thêm một mặt đồng hồ vào di tích quốc gia này, đồng thời biến tháp nghiêng Teluk Intan trở thành một trong những nơi có tháp đồng hồ lớn nhất trên phạm vi toàn Malaysia. Teluk Intan có thiết kế giống tháp 8 tầng, nhưng thực tế chỉ có 3 tầng. Teluk Intan thường được so sánh với tháp Pisa ở Italy vì cả hai công trình đều nghiêng về phía bên trái. Thưa quý vị, sang tháng 4 thì có một sự kiện thiên văn đáng chú ý, đó là sự trở lại của mưa sao băng Lyrit. Mưa sao băng này sẽ thắp sáng bầu trời đêm và có thể quan sát được ở mọi nơi. Mưa sao băng Lyrit đạt cực đại vào đêm ngày 21 tháng 4 đến rạng sáng ngày 22 tháng 4. Đôi khi, mưa sao băng Lyrit được gọi là mưa sao băng ngày trái đất khi xảy ra vào ngày diễn ra sự kiện thường niên nhằm bảo vệ trái đất. Hiệp hội sao băng Mỹ cho biết, người yêu thiên văn có thể quan sát được từ 15 cho đến 20 sao băng mỗi giờ kể từ nửa đêm sau khi trăng tà. Ngoài ra, người yêu thiên văn cũng có cơ hội quan sát một vài sao băng cực kỳ sáng, có thể thắp sáng toàn bộ bầu trời trong vài giây. Sự kiện mưa sao băng nổi bật tiếp theo trong năm nay là trận mưa sao băng Eta Aquarius vào tháng 5 sẽ dễ quan sát ở Nam Bán Cầu hơn so với Bắc Bán Cầu. Mới đây, Đại học Yale của Mỹ đã công bố bảng xếp hạng các quốc gia xanh nhất trên thế giới năm 2020 với nghiên cứu được tiến hành trên 180 quốc gia. Theo đó, thì Đan Mạch và Luxembourg lần lượt giữ vị trí thứ nhất và thứ hai.
Bảng xếp hạng được thực hiện dựa trên chỉ số hoạt động môi trường IPE do Đại học Yale thiết lập. Theo kết quả của chỉ số hoạt động môi trường, 10 quốc gia sinh thái nhất trong bảng xếp hạng đều nằm ở châu Âu. Đan Mạch đứng đầu với 82,5 điểm, vượt Luxembourg 82,3 điểm. Pháp đứng ở vị trí thứ 5 với 80 điểm, Đức xếp vị trí thứ 10 với 77,2 điểm, trong khi Bỉ đứng ở vị trí thứ 15 với 73,3 điểm. Nghiên cứu của Đại học Yale cũng chỉ ra rằng việc đánh giá một quốc gia phụ thuộc nhiều vào tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia đó. Các biện pháp bảo vệ môi trường, khí hậu như cải tạo cơ sở hạ tầng khá tốn kém mà không phải quốc gia nào cũng có khả năng chi trả. Do đó, các nước nghèo đều nằm cuối danh sách. Tuy nhiên, bài toán về khí hậu và môi trường chỉ có thể được giải nếu có sự chung sức của tất cả các quốc gia. Thông tin cuối là thông tin vui đối với những người hâm mộ bộ môn thể thao vua, bóng đá. Thưa quý vị, sân vận động Olimpico tại Rome, Italia đã sẵn sàng mở cửa để đón người hâm mộ theo dõi Euro 2020. Mùa giải năm nay sẽ bắt đầu vào tháng 6 sắp tới. Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá Italia, chính phủ nước này đã quyết định mở cửa sân vận động Olimpico tại Rome đón người hâm mộ theo dõi giải vô địch Euro 2020. Thổ Nhĩ Kỳ và Italia sẽ chơi trận mở đầu Euro 2020 tại Rome vào ngày 11 tháng 6 sắp tới. Sân vận động Olimpico của Rome cũng sẽ là nơi diễn ra trận đấu giữa hai nhóm bảng và trận tứ kết. Euro 2020 vốn diễn ra trong năm ngoái nhưng đã bị hoãn vì dịch bệnh COVID-19. Ban tổ chức giải vô địch cũng đã yêu cầu 12 quốc gia đăng cai tổ chức giải chuẩn bị phương án đón khán giả vào sân xem các trận đấu của mùa giải năm nay. Chị Minh Nhật này, có bao giờ chị tự tay làm những vật dụng như là cái ly, cái chén để sử dụng trong gia đình mình chưa? Thật sự rất là khó đúng không? Ngày xưa khi mà còn nhỏ thì hay dùng những cái đất sét để nặn thành hình những cái ly, những cái chén. Nhưng mà thật ra thì quý vị biết không, nó cũng rất là khó để mà làm được những cái này, mà những cái ly, cái chén thật á, thì chắc là phải tới những làng nghề về gốm sứ, rồi người ta hướng dẫn mày mò tỉ mỉ lắm mới làm được. Thật sự thì Minh Nhật cũng rất là thích làm được những cái sản phẩm như vậy, Diệu Hiền ạ. Vậy thì để cho Diệu Hiền hãy giúp chị Minh Nhật cũng như là tất cả quý vị khán giả của Cà Phê Sáng, chúng ta hãy cùng đến với một nơi rất là đặc biệt để có thể trải nghiệm công việc này nhé. Thưa quý vị, nhân vật tiểu mục ngày hôm nay muốn nói đến là một giảng viên mỹ thuật, cô Trần Phương Thảo, người mang xưởng gốm tranh vào lòng thành phố. Ẩn mình bên trong một ngôi nhà kiểu Pháp cũ ở con hẻm Nguyễn Văn Phức, ngay trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Ít ai nghĩ rằng là có một xưởng gốm, xưởng giấu trong mình những mộc mạc, giản dị nhưng cũng đầy chất thơ. Đây cũng là lớp học đồ gốm thủ công được tạo ra bởi những bạn trẻ yêu thích chất liệu gốm và những đồ handmade nhỏ xinh. Lớp học do một giảng viên mỹ thuật là cô Trần Phương Thảo sáng lập và trực tiếp hướng dẫn khách hàng làm các sản phẩm như tranh dính đá hay những vật dụng bằng gốm. Bình thường thì các bạn thấy rằng là nếu nói đến làm gốm thì các bạn sẽ nghĩ là phải đi về làng nghề. Chứ các bạn không nghĩ là giữa trung tâm thành phố lại có thể có một cái chỗ mà các bạn có thể nghịch ngợm đất sét, rồi các bạn có thể làm ra một cái ly, một cái chén, một cái đĩa mà các bạn bằng gốm mà các bạn có thể sử dụng được. Mang cái điều đó vào trong thành phố và các bạn trẻ bây giờ lại khá là thích được trải nghiệm cái hình thức như thế này, cái mô hình này. Chắc hẳn ai khi đến đây cũng đều ấn tượng với không gian nhỏ, với phần tường được sơn màu vàng ấm áp và những chiếc mái vòm cong cong được điểm tô bằng những viên gạch đủ sắc màu. Mình tự trang trí mọi thứ, tự sắp xếp mọi thứ. Đôi khi là những vật dụng, đôi khi là làm từ những cái đồ tái chế. Trong quá trình vận hành cái studio này thì mình phát hiện ra là các bạn trẻ khi tới đây cũng tiếp nhận được cái ý tưởng của mình. Ngoài ra, xưởng còn thường xuyên tổ chức các buổi workshop dành cho những bạn yêu thích hoạt động handmade hoặc tạo ra những món quà bằng chính sự sáng tạo của mình. Với cái mục tiêu là phục vụ cho chính mình trong cái công việc sáng tác về gốm và tranh. Và đồng thời thì cũng tạo ra một cái không gian
mang đậm chất cái nghệ thuật gốm và nghệ thuật mosaic để các bạn trẻ tới đây giống như cùng tham gia với mình để cùng nhau sáng tác nghệ thuật và cảm nhận nghệ thuật. Tại đây, các học viên sẽ được hướng dẫn để có thể tự mình hoàn thành các tác phẩm gốm xinh xắn, độc đáo, vừa học tập và thư giãn trong không gian bình yên, tạm gác lại những bộn bề cuộc sống, lại vừa được thỏa sức sáng tạo và rèn luyện sự khéo léo của đôi tay. Lần đầu đến đây thì mình thấy là thứ nhất là cái cửa tiệm ở ngoài nó rất là dễ thương, rồi có rất rồi các cô giáo hướng dẫn cũng rất là nhiệt tình. Thì mình thì trước giờ mình chưa bao giờ mình làm gốm hết, thì mình cũng nghĩ là chắc là làm gốm thì cũng khá là khó, phải kiểu như là phải có máy móc chuyên nghiệp hay gì đó, nhưng mà thực ra đến thì sẽ thấy là rất là nó đơn giản hơn mình tưởng, và ai cũng có thể thử sức được. Mỗi buổi trải nghiệm làm gốm sẽ kéo dài 3 tiếng, bao gồm từ bước tạo hình đến tráng men, vẽ màu. Sản phẩm sau khi tráng men sẽ được đem đi nung. Sau 15 ngày, các học viên sẽ được nhận lại sản phẩm của riêng mình. Xưởng gốm nhỏ xinh của những người yêu nghệ thuật là một điểm đến vừa thư giãn, vừa mang tính trải nghiệm ít nơi đâu có được giữa lòng thành phố bộn bề, hối hả. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Cà phê sáng của truyền hình Bình Phước cũng đã kết thúc. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong Cà phê sáng hôm sau.